Người phụ nữ này chuẩn bị chạy đi sinh con thì ngã xuống bãi cỏ. Đột nhiên, cảnh vật xung quanh thay đổi ngay lập tức. Cỏ xanh chuyển sang màu vàng và những bông hoa cũng héo úa. Người chồng vội vã đưa vợ đi bệnh viện, nhưng trên đường đi động cơ lại bị hỏng. Khi đó, hơi thở gấp gáp của người vợ mang thai trở nên nặng nề hơn. Cô đã thở ra hơi cuối cùng và sinh ra đứa bé. Người bố nhận ra rằng đứa trẻ trước mặt không phải là một đứa bé bình thường và rằng vợ của anh ta đã bị anh ta giết. Hóa ra gia đình họ đã từng bị một nhóm phù thủy trừng phạt. Mỗi đứa trẻ trong gia đình đều có một siêu năng lực đặc biệt. Dù chỉ cần nhìn vào một cô gái xấu xí, mắt của đứa trẻ sẽ trở nên mờ đục. Và điều đó chỉ xảy ra khi đứa trẻ sợ hãi. Các thiết bị điện trong bán kính 10 km đều ngừng hoạt động ngay lập tức. Thời gian trôi nhanh đến 10 năm sau, con trai của David là Tony đã trở thành một cậu bé đẹp trai. Tuy nhiên, cậu bé vẫn chưa biết siêu năng lực của mình là gì. Tony thử đập đầu vào tường xem liệu có được kích hoạt không. Hôm nay, khi Tony đang đi xe đạp trên cánh đồng, cậu đã đâm phải một con bò và bay xa hàng trăm mét. Không lâu sau, Tony trở về nhà với nhiều vết bầm tím trên người. Anh nói với gia đình rằng tất cả con bò đều bị chết rồi. Mọi người nhanh chóng đi ra xem và cảnh tượng trước mắt khiến người bố choáng váng. Không chỉ các con bò chết hàng loạt mà cả cỏ xanh xung quanh cũng đã khô héo. Hóa ra, cậu bé chỉ cần bị tổn thương sẽ khiến mọi thực vật và động vật xung quanh chết. Đây là siêu năng lực tổ tiên của cậu ấy. Nhưng bây giờ, người bố không biết điều đó. Ông nghĩ rằng cậu bé đã sử dụng một loại thuốc độc để gây ra sự chết chóc. Sau đó, ông kéo Tony ra ngoài và đánh đập. Ngay lập tức người bố bắt đầu phun ra máu. Không lâu sau đó, anh ta quỳ xuống đất, nhận lấy hộp cơm. Tony hoảng sợ và chạy về nhà. Cậu phát hiện ra rằng bà nội cũng đã chết và cậu bé trở thành trẻ mồ côi. Nhưng không ai trong trại trẻ mồ côi biết rằng Tony có siêu năng lực. Anh bị bắt nạt vì không chịu đóng phí bảo vệ. Eric đẩy anh ta vào nhà vệ sinh và đánh. Nhưng khi cậu bé bị đẩy ngã, siêu năng lực của anh ta được kích hoạt. Khi Eric sắp đánh chết cậu bé, đột nhiên chúng cảm thấy tê liệt khắp người và miệng bắt đầu phun ra máu. Cùng lúc đó, các học sinh đang xem cũng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Bắt đầu đau bụng và nôn ra máu. Không lâu sau đó, các học sinh chết ngay tại chỗ. Khi cậu bé tỉnh lại, anh phát hiện rằng mọi người xung quanh đều đã đi nhận cơm hộp. Cậu bé vội vã đứng dậy và bỏ chạy ra ngoài. Người bạn duy nhất của cậu cũng bị thương nặng. Tony không muốn có thêm người chết vì mình, nên anh chạy vào rừng để trốn và sinh sống. Từ đó, không ai nghe tin tức về Tony nữa. Nhiều năm sau đó, một cô gái xinh đẹp chạy bộ buổi sáng và tình cờ phát hiện ra một số điểm bất thường trong rừng, sau đó cô đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Một số lượng lớn xác động vật xuất hiện trên mặt đất và không có cỏ xanh xung quanh. Mặc dù sợ hãi, cô gái tiếp tục tiến về phía trước và phát hiện ra một ngôi nhà bằng gỗ. Cô gái không chờ đợi lâu, vội vàng đến cửa và gõ. Người chủ nhà mở cửa và sau đó đóng nhanh lại, kêu gọi cô đi ra xa. Cô gái mới biết rằng người đàn ông ấy là Tony, người đã sống ẩn giật trong khu rừng để không gây tổn thương người khác với siêu năng lực của mình. Tony không muốn cô gái ở ngoài trời mưa và cuối cùng đã mở cửa để cô ta vào nhà. Tuy nhiên, khi cô gái bước vào, cô ấy cảnh báo Tony không được chạm vào mình vì cô đang bị ung thư và chỉ còn ít ngày để sống. Vì không muốn trải qua những ngày cuối đời trong bệnh viện, nên Sarah đã chạy ra khỏi bệnh viện mà không chấp nhận điều trị. Cô gái cũng rất tò mò khi thấy Tony sống một mình trong rừng. Cô nói với anh tên cô là Sarah và gửi máy nghe nhạc của mình cho Tony. Anh cũng rất lịch sự và mời Sarah uống trà chiều. Khi Sarah hỏi về quá khứ của mình, Tony đã không trả lời câu hỏi này. Sau đó, Sarah vụt xuống hồ tắm và Tony giả vờ đưa khăn rồi đi theo cô. Anh có một tình cảm không thể giải thích được với cô gái trước mặt mình. Tony không giỏi diễn đạt và thuyết phục người ấy ở lại cũng không nói được. Có lẽ cảm xúc rất khó để bày tỏ. Nếu bạn không nói với tôi, có lẽ tôi sẽ đi ngang qua. Chẳng mấy chốc đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Tony muốn cô ở lại và Sarah cũng mong nghe được tiếng nói từ anh. Cuối cùng không có điều kỳ diệu nào xảy ra vì họ sợ làm tổn thương đối phương. Tony trở về biệt thự, lòng anh xao xuyến, nhìn thấy máy nghe nhạc mà Sarah đã không lấy đi, anh ta dường như nhìn thấy hy vọng và đuổi theo Sarah. Sarah nghe thấy tiếng hét và quay lại để kiểm tra. Vì quá vội vàng nên Tony bị trượt chân té ngã. Sau khi rơi xuống, anh lăn thẳng từ sườn đồi cao 100 mét và đập đầu mạnh vào đá. Giây tiếp theo điều khủng khiếp lại xảy ra, những con vật xung quanh ngay lập tức rơi xuống chết. Sarah thấy rằng có gì đó không bình thường và chạy đến, vội vàng đánh thức Tony đang hôn mê. Nhưng kỳ lạ, Sarah không bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực của anh. Sau đó hai người dìu nhau đi về phía biệt thự. Trong biệt thự, Tony kể về trải nghiệm bi thảm của mình, về gia đình thân yêu nhất của mình, bạn cùng lớp và bạn bè đều rời đi vì anh ấy. Sau khi nghe điều này, Sarah bật khóc đau buồn. Đêm đó hai người ôm nhau sưởi ấm. Sáng hôm sau thức dậy, Tony đã không nhìn thấy Sarah đâu nữa. Cậu bé này bị cha đấm gục xuống đất, cây cối xung quanh bắt đầu khô héo dần. Người cha cũng khuỵu xuống không kiểm soát và máu miệng bắt đầu trào ra. Bé trai chạy về nhà phát hiện bà nội cũng đã chết. Tony có siêu năng lực khi bị tổn thương thì những người xung quanh bán kính 10 mét sẽ thổ huyết và chết trong đau đớn. Cho đến một ngày, một cô gái xinh đẹp đến và phá vỡ sự trừng phạt của tổ tiên đối với cậu bé. Không những cây xanh xung quanh bạn không bị khô héo, ngay cả con chim đang đậu gần đó cũng không sao. Có vẻ như tình yêu của Sarah đã cứu rỗi họ. Sau đó, anh đã cầm một cành cây và xuống núi tìm Sarah.
Trong bệnh viện, Robert nhìn thấy Sarah mang về chiếc áo của Tony. Ngay lập tức, cậu ta ngửi thấy mùi trên cơ thể của Tony và cậu ta vội vàng nói với Sarah. Tony là một người rất nguy hiểm và bệnh của anh ấy là do Tony gây ra. Nửa đêm, Tony lẻn vào bệnh viện nhưng tình cờ, anh đến phòng của Robert. Robert ngay lập tức ngửi thấy mùi của Tony nhưng anh ấy quá yếu, rồi dùng hết sức lực để lấy được một chiếc kéo. Mặt khác, Tony và Sarah lại tái hợp và cả hai cùng nhau luyện ngọc tâm kinh trên giường bệnh. Những kỹ năng mạnh mẽ khiến hoa rẻ khô mọc lại và đèn cứu chập chờn. Ngay sau đó, tất cả các bệnh nhân trong bệnh viện đã hồi phục và tất cả đều mỉm cười rời bệnh viện về nhà. Lúc này, Robert đã không đi về mà điều duy nhất trong tâm trí anh là trả thù. Hai người nhìn nhau hốt hoảng và thấy vậy, Tony vội vàng bỏ chạy. Chẳng mấy chốc, Robert sải bước đã đuổi kịp anh ta. Trong giây tiếp theo, Robert dùng dao đâm anh ta, máu trong người anh ấy chảy ra ngay lập tức và cây cối xung quanh lại bắt đầu khô héo. Robert sợ hãi và vội vàng bỏ trốn khỏi hiện trường. Có vẻ như lời nguyền trên người Tony luôn ở đó và khi Sarah lao tới, anh ấy rất sợ hãi, cậu nhảy xuống hồ không chút do dự vì anh ấy không muốn gây ra nhiều người chết như thế này. Sarah chạy đến và nhảy xuống nước một cách tuyệt vọng. Cô tìm thấy Tony và ôm hôn thật chặt rồi cỏ bên bờ sống lại. Cuối cùng, cả hai cuối cùng đã vượt qua hình phạt tập thể khủng khiếp bằng tình yêu. Các bạn thấy phim có hay không? Nếu có thì nhớ like và đăng ký kênh để xem phim cùng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!